Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình. Cân bằng quyền lực giữa các phe nhóm là vấn đề thiết yếu. Ngày 9 tháng 9, BBC tiếng Việt bình luận vì sao đảng cần cân bằng quyền lực giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. BBC cho biết dự kiến vào tháng 10 Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Một số nhà quan sát nhận định Tân chủ tịch nước sẽ xuất thân từ quân đội và điều này nhằm cân bằng quyền lực với Công an trong bức tranh chính trị hiện tại và đây là hình bài bình luận trên bbc bbc dẫn lời giáo sư kathayer từ úc cho biết có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực đối với bên công an nhất là khi phe công an ngày càng nắm giữ các chức vụ trọng yếu bbc cho hay xét hệ thống đảng cộng sản việt nam bộ chính trị là cơ quan quyền lực nhất trong bộ chính trị tứ trụ là những lãnh đạo đứng đầu được xếp hạng về quyền lực từ trên xuống là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội và các chức danh này thường do những cá nhân khác nhau nắm giữ. Theo BBC, Bộ Chính trị hiện tại có 15 ủy viên, trong đó 6 người xuất thân từ công an và 4 người từ quân đội. Như vậy, có thể thấy những người xuất thân từ công an hiện đang nắm các vị trí quan trọng với số lượng áp đảo những người từ quân đội. Theo ông Taylor, Bộ Chính trị hiện nay gồm các đại diện từ một số phe phái gồm nhóm Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, miền Nam, quân đội và công an. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, trong cấu trúc quyền lực hành pháp Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Bộ Quốc phòng là bộ quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, sau đó mới đến Bộ Ngoại giao. Đây là ba bộ được phép có tới 6 thứ trưởng, trong khi các bộ còn lại thì không quá 5 thứ trưởng, theo quy định trong luật tổ chức chính phủ giáo sư Taylor nhận xét, quân đội và công an có những trách nhiệm, chức năng chồng chéo trong xã hội. Vì vậy, đôi khi tạo ra mâu thuẫn và đụng độ, dẫn đến sự cạnh tranh để tranh giành nguồn ngân sách. BBC dẫn nhận định của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho rằng, sự kèn cửa giữa hai lực lượng vũ trang, một phần là do các bộ thường cạnh tranh nhau về quyền lực và tài nguyên. Đó là bản chất của sự cạnh tranh quan liêu. Còn theo giáo sư Taylor, nhìn từ góc độ thể chế thuần túy cả quân đội lẫn công an đều không thể thống trị, lấn lướt. Và vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phải tính đến lợi ích của họ để tạo nên sự đồng thuận. Ông Tô Lâm là Tổng Bí thư đầu tiên xuất thân từ công an và việc cân bằng tìm kiếm sự ủng hộ giữa các phe phái sẽ là bài toán lớn cho ông. Vẫn theo BBC, về cách nhìn nhận của công chúng, quân đội dường như có hình tượng tốt hơn công an. Người ta thường gọi thân tình là chú bộ đội. Bởi lẽ, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một tổ chức được tôn kính với lịch sử lẫy lừng trong việc giành lại độc lập cho Việt Nam. Và đây là hình đại tướng Lương Cường. Theo giáo sư Abuja, bên cạnh vai trò lãnh đạo cách mạng và nhiều hệ thống quân sự hiện tại, khiến mọi người ở Việt Nam đều có mối liên hệ trực tiếp về mặt nào đó với quân đội. Ngược lại, theo ông Abuja, đa phần người dân không có thiện cảm với công an, vì Bộ Công an là một cơ quan quan liêu khổng lồ với quyền lực bao trùm. Trong khi đó, quân đội là tổ chức chính trị được tin cậy nhất tại Việt Nam. Dù rằng đây là quân đội của đảng, có nghĩa vụ pháp lý bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Abuja kết luận rằng, việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chiếm phần đông trong các cơ quan chủ chốt của đảng, bao gồm Bộ Chính trị, Trung ương đảng, cho thấy sự bất an của chế độ về vấn đề an ninh nội địa với mối đe dọa của cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cân bằng quyền lực của các phe nhóm là vấn đề thiết yếu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bắc Kinh đối đầu với Manila gây gắt hơn Hà Nội ngày 9 tháng 9, VOA tiếng Việt bình luận vì sao Bắc Kinh gây sức ép lên Manila nhiều hơn lên Hà Nội trên Biển Đông. VOA dẫn nhận định của các chuyên gia, theo đó Bắc Kinh muốn lợi dụng tình hình bầu cử Mỹ để tìm cách đẩy Philippines khỏi bãi cỏ mây, cũng như muốn chia rẽ Manila với Hà Nội. Mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền giúp Bắc Kinh dễ xử với Hà Nội hơn so với Manila, vốn là đồng minh của Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, diễn biến tình hình trên Biển Đông từ đầu năm đến nay cho thấy trong khi Bắc Kinh leo thang căng thẳng và liên tục có va chạm với Manila, thì họ lại tương đối hòa hoãn với Hà Nội. Cụ thể, hải cảnh Trung Quốc đã liên tục quấy rối và ngăn cản việc Philippines tiếp tế cho một con tàu hải quân mà nước này cố tình để mắc cạn ở bãi cỏ mây. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng, tính từ tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã bồi đắp một diện tích trên Biển Đông gần gần bằng diện tích của cả hai năm 2022 và 2023 cộng lại. Nhưng Bắc Kinh dường như nhắm mắt làm ngơ. VOA dẫn nhận xét của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Việt Nâu, ở Hà Nội cho rằng mục đích của Bắc Kinh là ép Manila phải rút ra khỏi bãi cỏ mây. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã coi thường quyết tâm của Manila cũng như quyết tâm của Washington hỗ trợ Manila trong khuôn khổ mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Tiến sĩ họp dẫn việc Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines phát biểu tại đối thoại Shangri-La hồi cuối tháng 5 năm 2024 đã cảnh báo rằng Manila sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc nếu nước này có hành động khiến cho quân nhân hay thường dân Philippines thiệt mạng. Và đây là hình Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. VOA dẫn bài phân tích chung trên trang warrondoroc.com của hai chuyên gia Jack Hopper và Bowling từ Mỹ chỉ ra nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh xử sự, sự khác nhau đối với Manila và Hà Nội, mà họ cho là Manila dễ thối lui trước áp lực hơn Hà Nội. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng không muốn đối phó một lúc nhiều mặt trận, nên chỉ tập trung vào Philippines vào lúc này. Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp lại cho rằng, có được sự hậu thuẫn từ Mỹ sẽ giúp Manila có lợi thế hơn Hà Nội trong tranh chấp với Trung Quốc. Ông giải thích, Lời cảnh báo của Tổng thống Marcos rằng, Manila sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh không dám vượt qua lặng ranh đỏ này. Vì một khi chiến tranh xảy ra với Philippines, Mỹ sẽ phải nhảy vào để bảo vệ đồng minh theo điều khoản trong Hiệp ước Phòng thủ Tương trợ năm 1951. Tiến sĩ Hợp nhận xét, kênh đảng có ích trong việc kiểm soát căng thẳng giữa hai nước trên Biển Đông nhưng không giúp ích được nhiều. Khi Trung Quốc gây căng thẳng với Việt Nam ngoài biển, Lúc ấy, không thể nói với nhau về quan hệ hai đảng được đâu, mà phải nói với nhau các nguyên tắc về luật biển quốc tế, ông Hợp chỉ ra. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. VOA cho hay, theo nhận định của hai chuyên gia, Copper và Bolin, quan hệ gần gũi giữa hai đảng Cộng sản khiến Bắc Kinh không thoải mái, gây ra một cuộc khủng hoảng với Việt Nam, trong lúc họ đang chịu rất nhiều sức ép từ các quốc gia dân chủ trên thế giới. Trong khi đó, không như Manila, Hà Nội không muốn la làng về hành động của Trung Quốc để tránh cho việc Bắc Kinh bị mất mặt. VOA cũng dẫn nhận định của tiến sĩ Hợp về mối quan hệ giữa Hà Nội và Manila cho rằng đột phá quan trọng nhất là Việt Nam và Philippines sẽ hợp tác tốt hơn với nhau về mặt quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc phòng ra đến hợp tác trên diện rộng, nói khác đi là hợp tác quốc phòng ở mức toàn diện. Học giả này cho rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ không chia rẽ được Hà Nội với Manila bởi vì hai nước có cùng chung chí hướng là chống lại đòi hỏi chủ quyền, không phù hợp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắc Kinh đối đầu với Manila gây gắt hơn Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.